Xin chào các bạn. Nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái môn thiết kế đồ họa. Thì trong cái môn thiết kế đồ họa thì cụ thể hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái thiết kế bao bì sản phẩm. Ở đây thì như các bạn xem trên màn hình đó, thì những một số những cái sản phẩm mà mình thiết kế. Ví dụ như cái sản phẩm này thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn là mình muốn chia sẻ với các bạn về cái việc thiết kế cái bao bì nhé. Thiết kế bao bì nó gồm những cái gì? Thì cụ thể đây là ví dụ của một cái bao bì. Thì khi mà các bạn thiết kế nó gồm là cái tem bên ngoài cái chai là một này. Cái hộp. Và cái nhãn ở bên trong. Đó. Thì khi đó các bạn thiết kế này, cái mặt trước thường là cái mặt trước này, này cái mặt này này các bạn nhìn con chuột ở cái mặt này thì nó sẽ cùng với cái mặt đằng sau, nó có thể nó sẽ chỉ khác nhau cái phần tiếng Anh thôi. Vậy thì các bạn thiết kế một cái mặt này này là đã được cả hai rồi ạ. Sau đó các bạn có thể vận dụng chính cái mặt này để làm cái tem chai này đấy. Tương tự cái này cũng thế không ạ? Cái này cũng thế. Cái này thì đơn giản hơn, cái này là một cái chai thôi, còn cái hộp nữa. Vậy thì đây là một cái hộp. Đây là cái hộp mà mình mới thiết kế cho cái sản phẩm này. Tuy nhiên là nói thật với các bạn là chúng ta cái nghề thiết kế của chúng ta đi làm ấy nó cũng hên xui. Bản thân mình đây là mình lấy cái ví dụ thôi, mình lấy cái ví dụ để cho các bạn có thể nhìn nhìn ra cái thiết kế. Tuy nhiên là nó hên xui là sao? Cái thương hiệu vua rau má này các bạn này. Mình đi làm cho họ và đến nay họ đang quỵt của mình 2 tháng lương đó, đâu đó cũng khá là nhiều tiền đó. Thì các bạn đi làm thế hên xui, nếu gặp được cái công ty tốt thì các bạn sẽ có được cái nguồn thu nhập nó tốt, nhưng gặp những cái công ty nó không tử tế thì các bạn cũng mất rất nhiều tiền, thời gian, tiền của, công sức, trí tuệ. Và tự nhiên các bạn thấy là nếu sau này các bạn đi làm thì cạch cái công ty ra và cái công ty chủ quản của nó nữa. Thì đây nhá, mình thiết kế hết hơi, mình thiết kế sao nó dùng chính cái sản phẩm của mình nó làm, nó dùng và bây giờ lương thì nó quỵt đó. Quay trở lại cái phần bài của chúng ta, các bạn thiết kế được một cái mặt này đấy, các bạn thiết kế mặt này thì cái mặt đằng sau là đương nhiên chúng ta có thể dùng được. Để nhìn một cách trực quan thì các bạn xem đây ạ, ví dụ đây là cái mặt chính các bạn nhé, các bạn nhìn đây là cái mặt chính thì cái mặt này nó sẽ giống nhau này, nó giống nhau đấy. Vậy có nghĩa là các bạn thiết kế được một mặt mặt chính thì cái mặt này cũng tương tự, còn cái hai cái mặt còn lại, ví dụ cái mặt này thì sẽ là cái mặt thông tin của sản phẩm, đúng không? Thông tin của sản phẩm, thành phần cấu tạo sản phẩm đấy. Đấy là hộp, đây là hộp nữa, còn cái mặt trên này, mặt trên đúng không, mặt trên thì nó sẽ nói ngắn gọn về cái sản phẩm đó, cũng là tên hộp. Mặt bên dưới tương tự đấy. Vậy thì chúng ta nhìn thì có vẻ là khó thôi, nhìn là khó nhưng mà thiết kế là cũng rất là dễ thôi các bạn ạ, không quá khó đâu. Cái khó ở đây ấy, là cái khó ở cái khâu ý tưởng, và cái khó thứ hai ấy, đúng không? Cái khó thứ hai là ở cái phần các bạn tìm cái tài nguyên, các bạn tìm cái phần tư liệu, đúng không ạ? Tìm cái tài nguyên rồi tìm cái phần tư liệu. Vậy thì quay trở lại tiếp tục cái việc mà mình hướng dẫn các bạn ở đây. Ví dụ như các bạn nhìn cái này chẳng hạn, cũng là mình mới làm vô dòng má đấy, tuy nhiên là cũng vẫn bị nó quỵt lương. Đây là phương án khác đúng không ạ? Ở đây một cái các bạn nhìn lên, đây là cái bộ mỹ phẩm mà mình thiết kế, bộ mỹ phẩm mà mình thiết kế 6 cái bộ này. Thì đây là một cái mà chọn bộ luôn nhé. Tại sao mình muốn chia sẻ các bạn này để các bạn có cái nhìn khái quát nhất và các bạn có thể làm được cái bài assessment của các bạn ấy. Đúng không? Để các bạn có thể làm được cái bài assessment của các bạn. Hoặc là làm cái bài ấy. Ví dụ như là mỹ phẩm chẳng hạn. Ví dụ thôi nhá. Thì đây là một cái 6 bộ. Thì sẽ bao gồm này các bạn, cái hộp này. Cái hộp mình muốn nói với các bạn là cái mặt trước với cái mặt sau nó sẽ y hệt nhau. Mặt thông này là gồm thông tin sản phẩm, mặt bên cạnh sẽ là địa chỉ và thông tin chất lượng sản phẩm. Mặt bên trên sẽ là logo, tem này. Và bên trong nó nữa đấy. Thì đây chẳng hạn, đây là một cái khác,
thì rất là nhiều thứ nhìn thì có vẻ khó thôi, nhưng mà các bạn là khi mà các bạn bắt tay vào làm ấy thì mình nghĩ là nó không không khó đâu. Vậy thì mình chia sẻ ngắn gọn thì cái bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái đơn giản hơn nữa. Hộp thì nó sẽ có 6 mặt, và cái phần chừa lề như nào ấy, cái phần chừa lề như thế nào thì các bạn có thể, mình sẽ tắt cái tiếng này nhé, không nó kêu luôn bây giờ. Cái phần chừa lề nó sẽ như nào thì các bạn sẽ xem cái bài video của mình ở đây này. Các bạn bấm vào phần, nếu mà các bạn nói các bạn làm về cái hộp mà liên quan đến phần lề thì các bạn xem cái bài chia sẻ này của mình nhé. Đâu nhỉ, đây các bạn xem cái bài này nhé, các bạn bấm vào cái phần bài này thì các bạn sẽ xem mình trong cái bài này mình hướng dẫn khá là chi tiết, các bạn đó về cái hộp. Thế ngoài ra thì còn một cái nữa, đây mình bấm vào các bạn phần thiết kế bao bì, đây nhá các bạn thấy không ạ? Đấy, ví dụ như các bạn muốn thiết kế hộp thì đây là một phương án này. Quy cách của một cái hộp mình ghi khá chi tiết thì các bạn cũng có thể xem cái video này, đúng không ạ? Hoặc là những cái hộp, những cái bao bì đơn giản hơn dạng hai mặt thì các bạn có thể tham khảo cái này. Hoặc là cái phần nói về thiết kế bao bì khó hay dễ thì các bạn có thể xem đây. Quay trở lại cái việc mà chính của mình hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái bao bì, đó là cái gói xoài, cái gói kẹo xoài, thì nói gì thì nói về phần ý tưởng thì mình, các bạn sẽ tìm hiểu ở một số trang, ví dụ như là các bạn có thể vào cái trang này printer set đúng không, đây đấy, các bạn có thể vào cái trang này các bạn tìm đây, ví dụ như này chẳng hạn đúng không, thì trong cái phần này có rất là nhiều các cái bao bì, các bạn có thể search tiếng Anh, có thể search tiếng Việt đúng không ạ. Bao bì nó là từ packing đúng không ạ? Packing. Đây chẳng hạn. Packing. Vậy thì nói về bao bì, mình muốn nói là nói về bao bì thì chúng ta sẽ thiết kế loại như thế nào? Các bạn sẽ phải nghiên cứu nhé, ở đây các bạn sẽ phải nghiên cứu này. Mình muốn chia sẻ với các bạn tất tần tật những cái việc liên quan đến thiết kế bao bì. Thì các bạn sẽ phải nghiên cứu. Vậy thì nói xa hơn một chút, ví dụ như là về cái nhãn mác của bao bì thuốc chẳng hạn, riêng về thuốc, về dược phẩm nhá, thì nó sẽ có một cái phòng nghiên cứu, về thị trường để đưa, để tư vấn và đưa ra được cái phương án thiết kế màu sắc như nào, chữ làm sao, chất lượng như nào. Đấy là một cái phòng nghiên cứu. Sau đó thì họ sẽ bàn với các bạn, là thiết kế như nào cho nó hợp lý đúng không ạ? Đấy. Vậy thì chúng ta là người mà trực tiếp thiết kế, chúng ta cũng phải lên mạng, chúng ta tìm đúng không? Lên mạng tìm tư liệu, lên mạng tìm các cái nội dung. Đấy, các cái nội dung. Ví dụ như là sắp tới các bạn làm về trung thu chẳng hạn này, các bạn thiết kế cái trung thu chẳng hạn đúng không? Sắp tới các bạn thiết kế cái trung thu. Thì lúc đấy các bạn cũng phải sẽ lên mạng xem là thằng khác nó làm như thế nào. Đúng không? Thì khi đó các bạn sẽ làm. Còn ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn là gì? Mình muốn chia sẻ với các bạn về cái bài tập đó, đặc biệt là những bạn đang học thiết kế bao bì đúng không? Thì sẽ làm như thế nào, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cái đơn giản là thiết kế cái bao bì của cái gói xoài, xoài hoặc mít gì đó đúng không, xoài hoặc mít gì đó. Thì tư liệu thì mình đã tìm được một số cái ở đây, mình tìm ở trên Freepik này các bạn này, trên Freepik. Tuy nhiên là các bạn nhìn thấy nó có cái chữ mờ mờ không ạ? Cái chữ mờ mờ này là do mình cắt, bởi vì là cái ảnh này bản quyền và nó không miễn phí, thì mình không không có tiền mua, để mình cắt nó về. Thì trước mắt là cái việc của chúng ta sẽ xử lý, đầu tiên là xử lý cái phần nền đã. Vậy thì ở đây mình xử lý cái phần nền thì mình sẽ phải vào Photoshop này, việc đầu tiên nhá, mình vào Photoshop đã, mình tách nền nó ra. Thì mình có chọn được, một số cái hình nền đây, một à, xin lỗi các bạn, một số cái quả xoài. Thì chúng ta phải, nếu tự nhiên mà đưa ra thì có thể là chưa nhìn được ngay cái chất lượng như thế nào. Thì cách tốt nhất là chúng ta sẽ tách nền nó đã, xong chúng ta đưa vào.
Vậy thì để tách được nền nó ra thì các bạn sẽ là mở Photoshop lên các bạn nhé. Mở Photoshop đi. Đấy thì Photoshop của mình nó đang mở. Thì hôm nay mình sẽ làm về xoài, về mít, về cà rốt. Thì ví dụ như một cái nhãn hàng nào đó thì chúng ta có thể làm cách đơn giản như thế, làm một cái túi thôi, cái stick ấy. Đây mình sẽ mở ra. Mình làm một cái tích thôi nhé, còn nếu bạn bạn nào liên quan, bạn nào mà làm về đồ án mà làm về hộp ấy thì các bạn có thể xem cái phần thiết kế về hộp. Còn hôm nay thì mình sẽ làm một cái đơn giản thôi. Đây là hộp này, thì có một cái video về hộp đó. Rồi mình sẽ mở cái này ra và việc đầu tiên mình sẽ tách nền nó các bạn ạ. Các bạn chờ một xíu. Rồi đây rồi. Vậy thì tách nền thì trong các bạn biết rồi đúng không? Cái môn Photoshop thì mình hướng dẫn khá nhiều, mình dạy cũng khá nhiều. Ở đây rất là nhiều bạn vào YouTube của mình sẽ gọi mình là thầy đúng không? Bởi vì mình dạy ở một số trường. Cái lượng sinh viên của mình cũng khá nhiều. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng pen đúng không? Dùng pen tách nền cho nó. Ở đây có một số cái tại sao cái hình này nó không nét này? Là do mình là cắt cái màn hình các bạn, mình cắt cái màn hình. Cái này chỉ phục vụ cho việc các bạn ấy thôi nhá, làm bài tập thôi nhá. Còn nếu nếu như các bạn làm sao nhỉ? Nếu như các bạn mà dùng để in ấn thật ấy, hoặc là các bạn làm thương mại, có nghĩa các bạn làm dịch vụ mà bán cái sản phẩm thiết kế này này thì bắt buộc các bạn phải mua về nhé. Nếu không là in ra nó bị vỡ te vỡ tét rồi đấy. Để ở đây mình chỉ chia sẻ về cái phương pháp làm bài tập thôi, hoặc là cái phương pháp này nghiên cứu thiết kế cái hộp tất tần tật. Rồi đấy, Ctrl Enter này. Rồi vậy bây giờ mình thu nhỏ lại, mình nhấn Ctrl G lên đúng không, mình bỏ cái này ra, xóa đi ạ. Rồi zoom chỗ này lên, tẩy nốt chỗ này. Tại sao mà mình phải, mặc dù mình thiết kế ở trong Illustrator nhưng mà mình làm sao nhỉ, mình làm ở Photoshop đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ để nó là file PNG các bạn ạ. File PNG đây cho ta nhìn cho nó dễ. Tương tự như thế, bây giờ mình sẽ làm sao nhỉ? Mình lấy cái quả tiếp theo ạ, quả xoài. Bây giờ mình lấy cái quả này đi, quả này có lẽ là hợp hơn. Mình cũng sẽ lại vào Photoshop. Và với Photoshop này thì thử xem nào, mình tách nền được không ạ? Select sắp xếp nào. Nếu mà cái file nét ấy, cái file nét thì các bạn có thể, đây bây giờ mình Ctrl G luôn. Ctrl G nhá. Nếu mà cái file nét thì các bạn có thể tách được luôn. Ở đây xem nào, lem nhem chưa? Rồi nhấn P. Bỏ đi một số xe. Tuy nhiên là cái file này mình đang cắt cái màn hình cho nên là cái chất lượng ảnh nó không được nét. Vì thế nên cái chức năng Select Subject kia nó không hoạt động tốt được các bạn. Đó. Cái kỳ tới này hình như là các bạn đang đang học về thiết kế bao bì thì phải đúng không các bạn? Cái kỳ kỳ này này các bạn đang học về thiết kế bao bì, vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế cái phần bao bì này. Rồi vậy thì xong cái tạm thời xong quả xoài, mình sẽ tắt đi cho nó nhẹ nhé các bạn ấy. Mình tắt Photoshop đi. Và bây giờ mình sẽ mở trong Illustrator các bạn. Illustrator này. Mở Illustrator đi nha, chúng ta thiết kế thôi. Rồi các bạn chờ một chút. Vậy thì khi mà các bạn mở Illustrator lên thì cái giao diện nó sẽ như này các bạn nhé. Và chúng ta bấm vào phần Create ạ, đúng không ạ? Vậy thì lúc này các bạn sẽ phải thiết lập cho nó là cái khổ, cái vùng làm việc như nào, cái vùng làm việc ở như nào. Thì đây bây giờ mình sẽ để nó là cm hoặc là mm. Tạm thời mình sẽ để cho nó là khổ A5 nhé. A5 này. 148 nhân 210 ạ. 210 enter. Thì về cái kích thước ấy, về cái kích thước ấy, để làm được một cái hộp thì như lúc nãy mình có chia sẻ với các bạn là
chúng ta có cái phòng nghiên cứu, đúng không ạ? Vậy thì cái nhiệm vụ của các bạn là khi mà các bạn làm bài, các bạn cũng sẽ đương nhiên các bạn cũng sẽ phải nghiên cứu. Vậy thì nghiên cứu bằng cách nào ạ? Ở đây thì chúng ta có một cái mẹo rất là đơn giản là các bạn xuống ngay một số cái siêu thị, đúng không ạ? Xuống ngay một số cái siêu thị. Bây giờ các bạn ở chỗ nào nó cũng có siêu thị. Xuống ngay siêu thị xem đối thủ của chúng ta làm sao nhỉ? Họ đang làm, đối thủ của chúng ta họ đang làm làm sao? Kích cỡ bao nhiêu ạ? Kích cỡ bao nhiêu thì chúng ta làm tương tự như thế đã. Nếu mà về bài tập. Bởi vì sao tại bởi thằng đối thủ chúng ta nó làm kích thước như thế có nghĩa là nó đã tính trước rồi. Nó tính trước được là xem khổ giấy bao nhiêu, nó định lượng như thế nào. Nó đã tính hết rồi và chúng ta chỉ cần thay đổi thiết kế thôi ạ. Đúng không? Đấy là một phương án, còn phương án tối ưu hơn thì chúng ta có thể làm khác hoàn toàn. Thì bây giờ mình sẽ làm phương án 5. Đưa cái quả xoài mình vừa mới kéo vào. Kéo vào nhá. Rồi, đấy. Và mình kéo thêm cái quả này nữa. Mình có hai cái quả xoài này. Vậy thì khi mà các bạn đưa cái quả xoài này vào thì thường ở đây mình nói về thường nhé. Thường cái màu như nào này, đúng không? Thường cái màu nó như thế nào? Thì chúng ta cố gắng bám theo cái màu như thế. Bây giờ chúng ta vẽ một cái hình. Rồi, cho nó xuống dưới, nhấn phím in ngắn vào đây. Đấy các bạn thấy không ạ? Thì các bạn sẽ được một cái hình như thế này. Cái màu này. Và có thể nhé, ở đây mình nói là có thể các bạn sẽ đặt một cái màu gradient nó đẹp hơn, đúng không? Bằng cách là chúng ta bấm vào công cụ này, chúng ta đưa con chuột vào đây và nhấn vào đây cái hình này, chúng ta đo một hình này, bấm vào đây chúng ta lấy cái màu vàng hơn này, đúng không? Vàng hơn. Vậy thì cái màu này nó chưa đẹp lắm thì các bạn có thể điều chỉnh cho nó màu nó tươi hơn một chút, tươi hơn một chút. Đấy. Và bây giờ các bạn điều chỉnh lại cái công cụ, nhấn phím G điều chỉnh nó lên hoặc chéo một chút thôi, đúng không ạ? Thì các bạn đã được một cái hình như thế này. Về bố cục các bạn có thể để này hoặc để mình nghĩ để này hay hơn này, đúng không ạ? Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ ghi là kẹo xoài, đúng không ạ? Kẹo xoài. Ví dụ thế. Vậy thì bây giờ nếu mà các bạn gõ như này không thì nó đơn giản quá. Thì chúng ta phải tìm một cái phông nào đó. Vậy thì muốn tìm chúng ta kéo ra đây này, kéo cái chữ ra ngoài này, sau gõ chữ, gõ cái phông chữ nào đó. Ở đây thì mình đang dùng bộ phông UTM này, UTM này. Tìm ra cái phông nào đó. Cái chữ này cũng được này. Đây rồi. Có lẽ cái này hợp. Chọn một cái đã. Chọn, chọn tiếp cái thứ hai. UTM. Các bạn phải chọn nhiều ra cái nhiều cái phông ra, chứ nếu mà các bạn chỉ chọn có một vài cái phông không ấy thì lúc thiết kế lên nhìn nó không được đẹp. Chúng ta phải chọn cái này cũng được. Giống như các bạn đi đi làm sao nhỉ? Giống như các bạn nữ bao giờ phải chả phải có vài option người yêu đúng không? Các bạn nào cũng tương tự phương án này, cái chữ này cũng được đấy, kéo ra nó kẹo xoài. Vậy thì ở đây này chúng ta có thể cho nó màu gì đó, màu đỏ cũng được không, màu đỏ hơi xấu đúng không, màu trắng không, zoom nó lên một chút. Có lẽ cái nền này nó hơi nhạt, hơi nhạt. Xử lý thêm một chút thì cái phần chữ này xem nào, đúng không? Rồi. Đấy, ví dụ thế. Ctrl G ta group nó lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một cái chữ là 100% từ thiên nhiên. Tự nhiên nhỉ, 100% tự nhiên. Ctrl A. Rồi.
Đấy, ví dụ như thế. Cái chỗ này mình sẽ là cho đây, mình chọn cái phông bất kỳ, chọn phông bất kỳ bầu này, các bạn có thể để màu xanh, có thể để màu gì đó thì tùy các bạn, đúng không ạ? Zoom chỗ này lên một chút. Rồi cái tự nhiên này có thể để phông thường, typo, các bạn vào typo này các bạn chọn đấy, thì chúng ta đã được như thế này đúng không ạ? Cái thêm một chút nữa là trên này cái mặt chính của các bạn, ở đây mình làm mặt chính thôi nhá, thì chúng ta các bạn sẽ đưa một cái logo vào, đưa cái logo vào, thì ở đây mình đang để cái logo của mình thôi nhá. Và tại sao mình để cái logo của mình? Bởi vì mình không muốn bị bản quyền, chứ không, bởi vì mình đã làm một số cái video, mình đã làm một số cái video, thế là đến khi người ta nhảy vào, người ta bảo tại sao dùng logo của họ đó, thì lúc ấy mất, rất là mất thời gian đúng không ạ? Rồi mình sẽ để này, thêm cái màu cho nó đậm đậm xuống chút. Rồi đấy, kẹo xoài. Rồi vậy là các bạn về cơ bản là các bạn đã có một cái bố cục như thế này, thì bây giờ các bạn sẽ thêm một cái gì đó vào đây không, đúng không? Thêm một cái gì đó vào đây, có thể nhé, có thể mình sẽ xem nào, cái chỗ cái miếng xoài đi, thêm cái miếng xoài này trông có vẻ hấp dẫn này, mình lại kích phải vào đúng không ạ, mình đưa vào đây, mình chọn Photoshop, bật Photoshop lên. Thì trong cái quá trình mà các bạn làm ấy, ở đây máy của mình thôi, còn nếu máy của các bạn ấy thì các bạn hoàn toàn nhé, máy của bạn thì các bạn cấu hình cam mạnh, họ hoàn toàn có thể mở thêm gì nhỉ, mở liền một lúc hai ba cái phần mềm Photoshop các thứ lên. Đây mình sẽ thêm một cái miếng này vào cho nó tăng cái sự hấp dẫn các bạn. Tất nhiên đây là cái ảnh vector các bạn, đây là cái ảnh vector đấy. Còn các bạn làm thì nên, ở đây mình nói là nên dùng cái ảnh chất lượng cao. Cái này là mình chưa có tiền mua. Ngày trước mình lấy ví dụ cái công ty mà mình vừa chia sẻ lúc nãy, mình bỏ ra rất là nhiều tiền túi để mua tư liệu về. Và cuối cùng đến khi đến bây giờ họ quỵt của mình 2 tháng lương. Ctrl C. Họ quỵt của mình 2 tháng lương đấy các bạn. Cho nên là các bạn đi làm nhiều khi là cũng cũng phải chọn mặt gửi vàng, tìm cái công ty nào nó tử tế một chút để làm. Ở đây thì mình muốn chia sẻ ví dụ như một số công ty mà mình đi làm đã bị nợ lương, quỵt lương, đó là tập đoàn Sunshine nhé các bạn nhé, tập đoàn Sunshine, cụ thể là công ty con của tập đoàn Sunshine là SOD ấy, cũng đang quỵt lương của mình, là công ty thứ nhất. Công ty thứ hai là bây giờ công ty CCV đang quỵt của mình 2 tháng lương đó. Và công ty thứ ba là công ty Nhân Nghĩa, tập đoàn Nhân Nghĩa mà có công ty tổng hợp Hai Bà Trưng ấy, thì đâu đó cũng quỵt của mình 2 năm lương. 2 năm lương ngày trước mình đi làm mình chẳng quan trọng về vấn đề lương, thế là đến khi mà nghỉ nó quỵt chẳng trả mình, cho nên các bạn đi làm lưu ý. Rồi mình sẽ để nó như thế này, ở cái bộ cục này. Vậy bây giờ mình điều chỉnh thêm một chút nữa, nhấn phím M. Rồi cho nó xuống dưới cùng, tầng giữa. Cái hình này mình bấm vào đây, nhấn Y ngắn vào đây. Cái này mình để màu trắng đi. Cho nên các bạn đi làm nhiều khi là may hơn khôn. Là cũng đấy, mình để như này thì các bạn ạ. Rồi nhấn phím G. Rồi đấy,
Cái phần này các bạn có thể để màu đỏ này, y ngắn này. Cái này có thể cho nó nhạt hơn một chút nữa. Rồi đấy, nhấn phím A cho nó bo lại góc một chút. Cái logo có thể không cần to quá như thế. Quan trọng là tôi biết cái kẹo xoài thôi. 100. Ví dụ thế. Ở đây thì mình sẽ thêm một chút cái hình này, kéo A này, bo này, chút này. Để làm sao để thêm cái phần trọng lượng ấy. Thêm cái phần trọng lượng nhé. Mình sẽ ghi là khối lượng tịnh. Đó. Thêm ở đây căn chuẩn. Rồi. Mình sẽ ghi vào đây là tầm 500 g. Thì cái chữ này này nó to một chút các bạn nhé, to một chút. Khách người ta quan tâm cái này này. Khách hàng của các bạn họ sẽ quan tâm nhiều đến cái khối lượng này. Đấy. Vậy là các bạn đã có được cái hình này rồi. Bây giờ cái chỗ này nếu các bạn cần cái bóng đổ thì các bạn vẽ một cái hình ra đúng không? Rồi có thể để màu cam nhẹ hoặc đen tùy các bạn, cho xuống dưới. Rồi cho xuống dưới. Rồi các bạn chọn cái hình đúng cái hình này nhé. À, các bạn vào phần effect đúng không? Các bạn chọn blur, Gaussian blur đi. Ok này. Đấy. Thì các bạn sẽ được cái bóng này đúng không? Được cái bóng này. Nếu các bạn muốn nó cái bóng đen thì các bạn có thể để màu đen nhẹ thôi. Rồi đấy. Thì các bạn đã được cái hình như này, cái nhấn y căn chuẩn y để kiểm tra cái hình này. Cái hình xoài bé bé này đúng không ạ? Các bạn được cái hình xoài cho nó vào đây rồi, thế này trông nó có vẻ là 3D, có cả hình trong cả hình ngoài. Rồi đấy, vậy thì khách hàng người ta sẽ quan tâm cái khối lượng tịnh này, quan tâm cái nội dung gì, cái nội dung ở trên đó là gì. Bây giờ một cái thiết kế không phải là, à, lưu ý là một cái thiết kế bây giờ nó không phải là nó cứ đầy cái nội dung lên là người ta quan tâm đâu ạ. Thường cái mặt chính này sẽ rất ít nội dung, như mình chia sẻ thường cái mặt chính này này. Các bạn để ý một số cái mỹ phẩm nước ngoài này, cái mặt chính là gần như ít nội dung, còn lại người ta dồn tất tần tật ra mặt sau. Vậy thì các bạn làm sao nhỉ? Cái mặt chính này các bạn để ít nội dung thôi. Còn nếu mà ông thầy nào mà sao bảo các bạn là ít nội dung quá thì bảo là mình chia sẻ thực tế nó là như thế. Bây giờ thực tế nó là như thế, người ta rất ít nội dung. Vậy trong cái phần này nào, thêm kẹo xoài 100 g tự nhiên 50 g, thì các bạn muốn thêm cái gì ạ? Muốn thêm cái gì thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là, ví dụ như nhá, đây các bạn xem cái này mình thiết kế này, thêm một cái phần đấy đúng không ạ, thêm logo có rồi này, hộp này, đây này, mặt chính thì nó chỉ sơ sơ thế thôi, đừng có đưa nhiều vào. Ví dụ đây cái hộp mỹ phẩm này chẳng hạn mình làm ấy, có mỗi mấy cái chữ này, gam này, logo này, thông tin thế thôi đúng không? Thì cái hộp mà càng ít thông tin ấy thì nó càng đẹp. Ví dụ cái hộp trà này là cái mình mới nhất làm này. Tên sản phẩm đúng không ạ, khối lượng tịnh, logo, thì cái này là cái mình mới làm. Vậy sau khi mà các bạn làm xong cái này nhá, đây coi như một cái phần này mình đã làm xong chẳng hạn. Còn nếu mà các bạn muốn các họa tiết vào, ví dụ như bây giờ các bạn muốn họa tiết vào, ở đây mình lấy ví dụ thôi nhé, thì trong cái hình này mình đã lên mạng mình search được một số cái tư liệu như này, tư liệu này, thì các bạn hoàn toàn có, ví dụ chẳng hạn thêm một số cái lá cây vào nhỉ. Đây ví dụ mình bấm cái thằng này, vứt cái thằng này đi, kích phải vào nó, vứt vứt bớt đi, vứt bớt đi, xóa này đi, xóa này đi.
Đó, lấy một số cái hình thôi. Ví dụ như kích phải là ta click ungroup đây, ta lấy một số cái hình. Tiếp tục. Thì các bạn đây, ví dụ cái hình này chẳng hạn. Các bạn hoàn toàn Ctrl C này, sang đây Ctrl V này. Đấy. Thì các bạn có thể thêm một số các hiệu ứng vào như này. Thêm một số các hiệu ứng vào. Thì trông nó cũng sẽ khác ngay đúng không ạ? Trông nó cũng sẽ khác ngay. Ở đây mình sẽ bỏ cái phần lá đi. Bỏ lá đi, mình sẽ chỉ lấy cái hiệu ứng ấy thôi ạ. Đấy các bạn thấy không ạ? Chỉ lấy phần hiệu ứng ấy thôi. Chỗ này mình sẽ bỏ ra bởi vì nó tưởng xoài hỏng. Đấy. Thì các bạn có thể thêm vào. Hoặc là các bạn có thể lấy chính cái hiệu ứng này, Ctrl C. Bấm sang. Lồng ghép vào. Mình tắt này đi nhé. Tắt đi trải nghiệm ấy. Vậy sau khi mà chúng ta lấy vào đây, nếu nếu như nhé, bây giờ mình Shift O này. Shift O này, nhân bản thêm vào lớp nhé. Cho nó xuống dưới cùng này. Đấy, cho mình cho xuống dưới cùng. Và mình xóa đi. Xóa đi. Xin lỗi các bạn, xóa nhầm. Xóa cái layer đi. Và mình thấy như này là hợp lý thì mình để đúng không ạ? Đây, ví dụ như mình, nếu như mình để như này đúng không ạ? Cái hình này mình kích phải, mình kích clip in mask. Đấy. Vậy thì nếu như cái hình như này mà chúng ta thấy là à như này hợp lý thì chúng ta để nhấn phím O ta đảo ngược lại đúng không? Đấy, ví dụ thế. Kiểu xoài. Vậy trong trường hợp này này, các bạn có thể đổi màu này. Đúng không ạ? Đổi màu này. Cái hình 100% tự nhiên này chẳng hạn. Nó không phải là màu này nữa. Đúng không ạ? Nó không phải màu này nữa. Mà nó là một cái màu khác. Ví dụ trong trường hợp này mình có thể để màu vàng này chẳng hạn. Rồi, kích phải nó. Cái máy của mình nó bắt đầu kêu rồi các bạn ạ. Đấy. 100% tự nhiên thì có thể để màu trắng ăn hoặc xanh đấy như này. To ra chẳng hạn đúng không? Cái chỗ này thì nên để màu xanh, xanh đậm. Này nó nổi hơn các bạn ạ. Rồi. Vậy là các bạn đã có thể xong được cái hình này đúng không? Các bạn cũng đổi nó thành màu xanh đúng không? Thì đây là một cái phương án mà các bạn hoàn toàn, như mình nói là hoàn toàn có thể. Đấy, ví dụ này. Thì những cái tư liệu kiểu này này, các bạn lên mạng các bạn lấy về. Các bạn lên mạng các bạn lấy về. Ví dụ cái lá này bây giờ mình ăn này rút ra. Lên mạng lấy về bởi vì những cái thứ này trên mạng rất là nhiều. Tất nhiên đây là cái lá. Cái lá này thì nó là lá trà xanh. Nó là lá trà xanh các bạn nhé. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể giả lập nó là lá xoài, nhìn nó khá giống nhau mà, đúng không? Nhưng mà đây là bài tập thôi nhé các bạn nhé. Còn nếu như mà là các bạn làm thật ấy thì chúng ta phải tìm các cái tư liệu liên quan đến đến lá của nó. Đấy các bạn thấy không ạ? Cho nó vào như này. Rồi cho nó xuống dưới cùng. Ctrl Shift xuống dưới cùng. Đấy các bạn thấy không? Thì chúng ta có được cái hình như này đúng không? Đẩy cái chỗ này xuống bé bé chút thôi để nó tạo cái không gian đúng không ạ? Rồi. Đấy. Thì các bạn đã có được một cái hình thiết kế này, khá là hay đúng không ạ? Rồi vậy bây giờ mình thiết kế xong này. Mình chỉ hướng dẫn các bạn thiết kế cái mặt trước rồi thôi nhá. Cái mặt trước rồi thôi nhá. Tức là cái mặt đằng sau ấy. Cái mặt đằng sau thì cái thông tin của nó như lúc nãy mình có chia sẻ ấy. Như lúc nãy mình có chia sẻ là nó sẽ gồm như này này. Đây, thành phần này. Đối tượng cách dùng này. Thì các bạn sẽ chỉ cần làm một cái mảng như thế này thôi. Gom nó vào. Làm cái mảng đấy gom vào thôi. Thì cái phần đấy các bạn không cần cầu kỳ bởi vì nó liên quan đến thông tin chi tiết sản phẩm. Các bạn tập trung thiết kế mạnh vào cái việc trước này. Vậy sau khi mình làm xong này, file mình export này, export. Ở đây mình export cả hai cái nhé, nhấn phím G. Export à, ví dụ mình sẽ ghi là cái gì nhỉ? Túi kẹo xoài.
Rồi mình sẽ để đấy. Và mình nhớ là lưu file lại các bạn nhé, nhớ là lưu file lại. Không mất hết. Rồi ạ. Vậy thì ở đây một lần nữa mình chia sẻ các bạn là tốt nhất là các bạn phải nghiên cứu xuống siêu thị, nghiên cứu thị trường xem là thằng khác nó làm như nào. Phải đưa ra một cái kích thước chuẩn. Ở đây thì thường là nó sẽ là khoảng khóa 5. Vậy xong này. Bây giờ xong cái nếu chúng ta đâu nhỉ? Ở đây. Nếu như các bạn chỉ gửi như thế này cho sếp các bạn xem thế thì chắc chắn là sếp các bạn không xem, đúng không ạ? Trông nó đơn giản quá. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào ạ? Tạo mockup, bật Photoshop này lên ạ. Đây ạ. Bây giờ mình tắt đi nhá. Thì các bạn phải mockup vào cái sản phẩm này nhá. Nhớ là các bạn phải mockup vào. Vậy thì mockup vào như nào? Bây giờ mình sẽ kích đúp vào một cái hình như này. Trong Photoshop nhá, kích đúp vào nó. Nhấn Ctrl O mở cái Ctrl A, Ctrl C, bấm vào đây Ctrl V. To quá các bạn ạ. Ctrl T chúng ta thu nhỏ lại. Rồi, nó hơi mình đang thiết kế cái tỷ lệ nó hơi hơi bị nó hơi bị đấy so với ấy. Rồi mình cứ để lên như thế xong nhấn cho nó xuống như này. Enter. Tắt đi và các bạn lưu lại. Rồi chúng ta cùng xem là cái sản phẩm nó ra thế nào. Đây ạ. Vậy thì đây là một cái thành phẩm mà các bạn sao nhỉ? Nó vừa thiết kế xong. Đúng không ạ? Vừa thiết kế xong. Thì đây có phải là cái túi không ạ? Đây là cái packing, cái túi đúng không ạ? Cái túi kẹo xoài. Kẹo xoài. Đó. Thì nếu các bạn nhé, ở đây mình nói ví dụ chúng ta làm kẹo xoài. Nếu như các bạn có thể sao nhỉ? Thêm mấy cái hạt hạt này vào đúng không ạ? Thêm cái hạt này vào. Vậy bây giờ mình thử thêm cái hạt này vào xem nào bằng Photoshop nhé. Tách nền ra nè. Thêm một số cái hạt thôi. Ồ, xanh đỏ tím vàng. Bây giờ mình lấy hạt nào nhỉ? Tách hơi lâu đấy. Select subject. Rồi Ctrl G. Xóa này đi ạ. Đúng không ạ? Nhiều khi người ta cũng muốn biết ở bên trong cái hạt nó như nào chứ các bạn đúng không ạ? Ctrl Enter xóa đi ạ. Xóa hết những cái phần thừa đi cái chỗ này ạ. Ở đây mình xóa nhanh nhá, các bạn làm thì cẩn thận hơn chút. Ctrl Enter xóa đi. Rồi. Nhấn phím C crop lại. Enter và lưu lại thành file PNG. Đưa nó vào trong Photoshop. Chờ một chút ạ. Nó lưu chưa nhỉ? File nặng quá. Rồi bây giờ nó có cái hình này rồi. Các bạn hoàn toàn có thể đưa nó vào chỗ nào đó bất kỳ. Ví dụ có thể để đây đúng không? Nếu mà trong trường hợp để đây này thì phải bỏ cái hình cái đi. Đúng không? Bỏ cái hình cái đi. Thử xem nào. Đấy. Vậy thử bỏ cái này đi xem nào. Cũng được. Không đẹp lắm. Thôi bỏ qua. Vậy thì tìm, các bạn sẽ tìm xem nào cái kẹo xoài nào nó đẹp hơn nhé. Có thể vài viên đây chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mình thử xem vài viên đây xem nào. Chúng ta làm ấy. Ở đây các bạn làm thì các bạn không được, nó tùn mùn lắm. Thôi bỏ qua. Các bạn làm thì chịu khó làm sao nhỉ? Thử nháp. Rồi vậy bây giờ mình có một cái hình như thế. Đúng không ạ? Mình có cái hình như này. Tắt bật đi. Đúng không? Rồi mình Ctrl Z thêm một lớp nữa. Hoặc là mình làm sao nhỉ? Tắt thêm này đi nhá. Ẩn này đi. Zoom này lên ạ. Ẩn này đi nhá. Rồi. Ctrl. Rồi mình có cái hình rồi. Bây giờ cái hình này mình sẽ đẩy nó ra đây. Cái cụm này mình sẽ thêm một cái màu vàng nữa nhé các bạn nhé. Thêm cái màu vàng nữa. Thì cái màu vàng tương tự thôi. Chúng ta lại Ctrl O. Bật cái màu vàng lên. Cái màu vàng này đang hơi đơn giản quá.
Căn thuốc T. Thu nhỏ lại một chút. Rồi. Đẩy nó ra đây. Enter. Căn chuột S lưu lại. Thì đây là cái thành phẩm của các bạn làm đây này. Cái thành phẩm các bạn làm nhanh đúng không ạ? Thì nếu như đây là một cái bài tập nào đó, bài tập lab này chẳng hạn, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tự làm cho mình được một cái bài. Và các khi mà các bạn làm được ra như này, ở đây mình làm mới chỉ một mặt thôi nhá, mới chỉ một mặt, còn các bạn làm các bạn sẽ phải làm thêm cái mặt còn lại và mô tả thêm cái phần nhằn này đấy, mô tả thêm đấy đúng không ạ? Thì đấy là một cái bài chia sẻ nhanh về cái hộp, cái bao bì. Thì tất cả những cái phần mình chia sẻ mình sẽ up lên video đây các bạn nhé, mình sẽ up lên đây. Vậy thì một lần nữa chúc các bạn hoàn thành được tốt cái phần đề bài nhà trường đưa ra, và các bạn có thể làm được. Hai nữa là sao nhỉ, nhờ tất cả các bạn bấm vào sao like và comment giúp mình cái kênh này nhé. Và trong cái quá trình mà các bạn làm bài đó, nếu có cái đề bài nào khó, nếu có cái đề bài nào khó thì các bạn có thể comment ra cái đề bài, hoặc là các bạn có thể nhắn tin Zalo cho mình bằng số này 0987214466. Thì đây là cái số của mình này, đây là cái số của mình. Nếu các bạn có cái khó khăn nào về bài tập, hoặc là có cái lời đề nghị hợp tác nào đó hay, thì chúng ta có thể hợp tác với nhau đúng không? Các bạn có thể, hoặc là các bạn có thể vào Facebook đây chẳng hạn, các bạn có thể vào Facebook. Thì đây là cái page này là cái page mà mình quản trị. Thì cái page này mình chia sẻ rất là nhiều các cái bài tập, các bài chia sẻ ở đây đó. Vậy thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào các cái video tiếp theo.